Xin chào mọi người, mình là Chim Sẻ Nắng. Anh em bây giờ hãy cùng mình xem lại những trận đấu highlight trên kênh Chim Sẻ Nắng Official nhá. Chui ra tận đâu đấy. Đi đâu ở vị trí rất là xa ở trận đấu này em ạ. Và đây một quả đầu dành cho cái tụ chim sẻ. Bài Persian trong cánh, quả đầu 7. Phan Tuyến thấy khả năng hoảng rồi. Bây giờ mình thấy quả đầu Egypt. Quả 7 luôn. Huy tham lai, Huy có một mỏng quả đầu 6 cây. Bài cấm Min Hoan một mình một góc. Và cuối cùng là Văn Hưởng với con sen này. Đây kia có cái thế mà hai chủ lực rất là ghê gớm. Và trận này được bạn lại hoàn toàn cung tuyển với hit AC. Quả đầu xấu thì cho con sen này rồi. Hiếu có luôn. Với sen thì sẽ không chậm dân mặc dù quả đầu như thế này. 6 cây, nhìn rất ối rồi ôi. Không đóng được ở mỏm dốc đây à. Đang đi dò và lùa hiệu về hiệu 4. Sẽ cầm pơ, không biết là voi hiệu gì không đây. Cố gắng tìm voi hiệu thôi. Kiểu gì cũng có kem xăm rồi, vì ở cái thế kia chắc chắn là lọt vào nhà đội bạn rồi. Hai voi. Và vừa đến với trận đấu này, chúng tôi vẫn xin giới thiệu các bạn về nhà tài trợ Fujike, một đơn vị chuyên cung cấp ghế massage uy tín chuyên nghiệp hàng đầu thị trường Việt Nam. Anh em nào đang muốn tìm mua một chiếc ghế massage thì các bạn có thể truy cập theo đường link mà mình đã ghi phần comment. Cảm ơn anh em rất nhiều. Đau lưng, mỏi cổ, tê bì chân tay vì ngồi một chỗ quá lâu khiến anh em dân văn phòng khó chịu, làm việc kém hiệu quả. Đã có ghế massage Fujike giúp bạn đánh bay sự khó chịu này. Anh em ngồi lên ghế massage, bật chế độ kéo giãn, chỉ sau 15 phút, anh em lập tức lấy lại trạng thái hưng phấn đỉnh cao. Anh em gọi ngay hotline 0853 055 555 để được tư vấn nha. Fujike nâng niu cơ thể bạn. Rồi, thêm vòng đi dò với bài Persian này và con voi đầu tiên được đưa về đây rồi. Đây sẽ là con voi thứ hai. Thêm bỏ hiệu nữa. Rồi, thì biết voi rồi thôi. Hai voi và bài pơ này không có quá nhiều voi. Hiêu thì ép đầu nhân đôi ăn cả hiêu cả gỗ đây rồi. Bỏ hiêu đang bầy hiêu đang có 6 con thì cho cụ chim sẻ. Cần thêm một đồ nữa thì nó mới khỏe được. Thế bảo Phan Tuyến cũng có hốc rồi. À đây, soi con voi này. Trốn à? Dâng đây. Như vậy là kích đời ở đầu 7. Cuối 6 đầu 7 với 23 dân. Kích 9 bài này với con pơ, có thêm mỏ hiêu kia nữa rồi. Voi này về, 3 voi hiêu đầu này là đủ để kích đời 3 rồi. Sẽ khỏe. Ui dạ, thêm voi nữa này. Ra câu voi này về luôn, khỏe luôn. Gì vậy? Voi đâu? Tuyến câu à? Mất hai voi à? Nào câu mất voi rồi. Phan Tuyến có câu voi không đấy? Vâng, đỉnh câu bắt đôi voi rồi. MBL. Rồi, xong đi ăn hiệu thôi. Nào. Vâng, 9:30. 23 dân. Năm tám đánh cung. Mệnh và Tễu. Một AC và một Hitty. Đây, một nhà ngay cạnh nhà Phan Tuyến này. Thì ăn thêm mấy bầy hiệu thôi.
Thí sinh mang số báo danh bao nhiêu đây? Ăn voi. À, Việt béo anh em ạ, à. Việt béo câu đôi voi ạ. À. Con dòng S ở đây á. À. Đời 1 này. Xin tí gỗ đóng L2 anh em ơi. 1-1. Không giáp. Có chứ. Đây là dân Việt béo. Thằng này chết luôn đấy. Rồi. Hay nhỉ. Bắt giò đến chim sẻ kìa. Vâng, Việt béo bắt giò, ăn được đúng một dân ạ. Đóng e đây. Thêm bầy hiệu nữa, lên chém 4 rồi, 2L. Chim sẻ bị bắt giò này. Ui giời ơi, giận nó nhiều. Ui giời. Tách à? Khéo đấy. Đánh chém đến Việt béo nhưng mà dân bị chém cho tè lè. Và sẻ lại rồi ăn được tầm chục dân rồi bạn thôi, không nhiều đâu, hai hit kém bên kia. Lên 2L siêu đều, màu 8 trong cánh, AC. Bung nhà chính chui hốc đến từ màu 8. Chính xác là đen nhà chính chui hốc. Hốc đầu. Đấy, Tuyến bắn lại màu 8 đấy nhá. À bắn lại màu 7 đấy. Đây là màn máy của Phan Tuyến. 26. Hình như Phan Tuyến không dám đi tê thì phải. 2A. Gỗ đang rất nhiều. Và vô tên lại lên. Sẻ đang chém hốc của người cầm màu 8 chôn ăn tễu đây rồi. Hốc khá là kín. Có gỗ ngoài. Đó là nhà chính cho mày luôn. Đây rồi. Có chỗ để đi vào. Có khung rời đội bạn. Lọt rồi. Hay nhờ. À bò rất khéo léo đến từ chôn ăn tễu. Anh Tuyến bảy bắn lại Việt béo đi nhá, bắn lại màu 7 nhá. Chém luôn bỏ gỗ ngoài, lọt rồi. Không có tên 7E đến được thì chim sẻ. Ở góc này thì chết luôn rồi. 37 đấy được bài đấu này. Lạc đà rất nhiều, toàn chém 4. Huy sức kẻ bên này tham lai 30, Min Oan. Và bắt đầu bị đẩy vào bởi cung R của người cầm 1-5. Như vậy hưởng tham lai là 55. Cung R sen đang bắn vào hốc của người cầm 1-5 đây rồi. Phan Tuyến bắn lại bộ 7, đây rồi. Nâng gỗ 2 sớm đi anh ơi. Rồi. Bắn đây. Nó phù này, bắn lại phù nó luôn. Đã bắn đây rồi. Bảy bay hốc đấy. Sẻ bắt đầu vào 1-5. Chơi đi. Chơi 1-5 này. Đi lên hướng, hướng. Nhà sẻ bắt đầu có 6 cơ. Chơi vào đó là Mạnh Hào, Hitty đánh chém. Và thằng này của ngủ chim sẻ đang số 18, bắt đầu mất tham rồi. Tiêu tên là đá to, 7 bắt đầu hồi lại. Đổi bé tí thôi. Anh đốt hết cơ sở nó đi. Đây là một máy của Phan Tuyến. Rồi bắn đi. Có 2 rồi, xong dần vé ruộng anh ơi, BC đi. Rồi đào vàng đi. Tăng A lên anh ơi, tăng A lên, tăng A lên.
Không cần lên giáp đâu, nó không có chém đâu. Tăng A lên anh ơi. Bắn cái màu tám kìa. Chơi được, không phải chạy, bắn luôn. Bởi gì? Đây là Egypt chuẩn bị đổ máu Egypt rồi. Tăng A lên. Cái nữa. Hết gỗ rồi. Sắp dần anh ơi, nhiều thực quá. Sẻ thăm 23. Vâng, sẻ đang gọi cả Phan Tuyến lên nhà 1 năm để ốp nhà hit đi trong tay của viên phụ truy mạnh đây rồi. Ba rồi anh Huy. Lên công 4 đi em. Vẫn chưa công 4 kìa. 8 giây cứu này. Huy đi chạy 4 đi Huy. Tưởng nó bị móc ở nhà với tham lai là 84. Mạnh Hào đang ngoái. Bắt cung Mạnh Hào, bắt quân Mạnh Hào đây. Lùi đi anh Tuyến ơi. Hôm nay Phan Tuyến là 57, sóc đều quân nhá. Cứ sóc quân đi, nâng đầu máu đi anh ơi. Ok. Xong rồi đầu máu này lên bản đồ luôn. Vẽ thêm ruộng ở BG đi. Đúng rồi. Bắn lại 17 chứ anh. Đấy. Đốt hết nhà đi. Tăng thêm cái A nữa. Vừa xong quân đến trường gỗ. Tham lai là 62 nhờ Phan Tuyến rồi. Rồi, nâng bản đồ đâu. Ê, khỏe thế nhờ, có bản đồ này. Đầu máu đây. Ok. Hưởng bị làm sao đấy? Hưởng tham lai là số là 93. Vâng, tham lai là 96 thì thủ văn hưởng. Bắt hết quân Mạnh Hào luôn. Hào đang bọc máy rất là khó chịu với những đơn vị quân của Hitty. Và đây là Phan Tuyến với tham lai 75. Rất là khỏe. Tăng A lên anh ơi, ít quân quá. Đây, lên thẳng BA luôn. Không ai đánh anh đâu, thoải mái đi. Đi về, đi vào, đi vào, đi vào, đi vào, đi vào, đi vào. 81. Tới từ bài Egypt này rồi. Sắp đủ để kích 4 luôn rồi mất. Rồi chơi đi. Đang bắn rồi. Dí thẳng vào luôn. Chán vào sẻ ơi. Tăng A nữa lên anh Quyến. Tăng A sắp đều quân lên. Ít A quá, 4 A quân quá. Cho 3 dân nóng luôn. Bật đây trồ lên bắn. Anh ấy giúp anh sợ gì con ấy xì rách này. Bắn hết. Bắt tay đây. Rồi bắn. Đấy dàn hàng ngang ra xả luôn. Sóc quân đều nào. Tham lai Phan Tuyến là 94. Nhà 6 con rồi nhá. 7 con luôn rồi. Thêm e đi, thêm e đi, đóng nhiều lên. Rồi vẽ mấy ruộng nữa tạm được. Dàn hàng ngang con vực ấy. Dàn ngang con vực ra. Thêm quân ra đi. Bỏ cái A đấy đi, nó không sắp đấy nữa rồi. Em quân ta bắn kìa, quyết rồi. Và tỷ số được Quân Bình là 4 đều trong buổi tối ngày hôm nay. Và ta sẽ có trận chung kết của chung kết. Phan Tuyến cầm chủ lực tham hơn lead luôn. Khỏe đấy.
hưởng thảm không bằng Phan Tuyến này. Yếu thật đấy. Chúng ta hãy cùng chờ đợi đến với trận chung kết ở trong kèo đấu này ngay sau đây thôi. Chung kết của chung kết anh em ạ.